Tỷ liệu cỡ. Bài 6. Tương với phần tiếp theo của bài 16 quyển 2. Đầu tiên hãy nghe Phá nhắc lại cách nói chủ nhật. 星期日 星 星 七 七 日 日 星期日 星期日 Trong đó từ日 âm Hán Việt là nhật đã học trong từ đồ dùng hàng ngày. 日用品 Ngày mai là chủ nhật. 明天是星期日 明天是星期日 Hôm nay không phải chủ nhật. 今天不是星期日 今天不是星期日 Chủ nhật này. 这个星期日 这个星期日 Thứ bảy và chủ nhật. 星期六和星期日 星期六和星期日 Thứ bảy và chủ nhật bạn thường làm gì? ?星期六和星期日你常做什么?星期六和星期日你常做什么? Bây giờ là từ nghỉ ngơi. 休息 休 休 洗 洗 休息休息 nghỉ một chút 休息一下儿休息一下儿 nghỉ một chút đi 休息一下儿吧 nghỉ một lát đi 休息一会儿吧Nghỉ ngơi ở ký túc. 在宿舍休息. Có lúc nghỉ ngơi ở ký túc xá. 有时候在宿舍休息. 有时候在宿舍休息. Thứ bảy và chủ nhật bạn thường hay làm gì? 星期六和星期日你常做什么? Có lúc nghỉ ngơi ở ký túc xá. 有时候在宿舍休息. 有时候在宿舍休息. Có lúc đi cùng với bạn. 有时候跟朋友一起去. Bây giờ là từ công viên. 公园. 公. 公. 园. 园. Công viên. Công viên. Đi ra công viên. Chuy công viên. Chuy công viên. Có lúc cùng với bạn bè đi ra công viên. 有时候跟朋友一起去公园. Có lúc cùng với bạn bè đi ra công viên.
chơi, chơi đùa. Hãy nghe và nhắc lại. Wǎr, wǎr. Đi chơi. Qù wǎr, qù wǎr. Đi ra công viên chơi. Qù công viên wǎr, qù công viên wǎr. Có lúc cùng với bạn bè đi ra công viên chơi. Có lúc cùng với bạn bè đi ra công viên chơi. Có lúc cùng với bạn bè đi ra công viên chơi. Hãy hỏi lại, thứ bảy và chủ nhật bạn thường hay làm gì? Sinh chí liệu hờ sinh chí rư nì tráng dù sớm á? Có lúc ở ký túc xá nghỉ ngơi. Yêu sư hô dài sư 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 sư. Có lúc cùng với bạn bè đi ra công viên chơi. Có lúc cùng bạn bè đi ra công viên chơi. Có lúc cùng bạn bè đi ra công viên chơi. Siêu thị, hãy nghe và nhắc lại. Chào sư. Chào. Chào. Sư. Sư. Chào sư. Chào sư. Cùng đi siêu thị không? Y chỉ chú ý chào sư mà. Đi ra siêu thị mua đồ. Chú ý chào sư mải đông xí. Buổi tối đi ra siêu thị đi. Hoàn sang chú ý chào sư bà. Hoặc là đi siêu thị mua đồ. Hoặc là chú ý chào sư mải đông xí. Hãy hỏi lại, thứ bảy và chủ nhật bạn thường làm gì? Sinh chí liệu hờ sinh chí rư nì tráng dù sớm á? Có lúc ở ký túc xá nghỉ ngơi. Yêu sư hô dài sư 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 sư. Có lúc cùng với bạn bè đi ra công viên chơi. Có lúc cùng với bạn bè đi ra công viên chơi. Hoặc đi ra siêu thị mua đồ. Hoặc là đi ra siêu thị mua đồ. Hoặc là đi ra siêu thị mua đồ. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Đi rút tiền. Chu chu chén. Mì sợi. Miền thiếu. Tổng cộng 16 tệ 5 hào. Ý cùng 16 khoai 5 máu. Lý xương hạo. Lý cha hạo. Trước tiên giới thiệu một chút. Xin giới thiệu một chút. Tương đối dễ, dễ hơn. Bí chào rủng ý. Cái đen, đồ đen. Hơi đỏ. Trong vali. Xiang zi lǐ. Một cái ô.
Y bà yu sản. Lâu lắm không gặp. Hào chiều bú chiền. Đồ xanh lam, cái xanh lam. Lán tở. Đại phu. Đại phủ. Một công ty ngoại thương. Y cha ngoại mạo công sư. Có lúc lên mạng tra tài liệu. Yǒu shíhòu shàng wǎng chá zì liào. Luôn ở ký túc xá đọc sách, luôn đọc sách ở ký túc. Zǒng zài sù shè kàn shù. Buổi tối. Wǎn shàng. Hoặc là làm luyện tập. Huò zhě zuò liàn xí. Nhận gửi email. Sâu pha email. Ôn tập bài khóa học trước từ mới. Phụ xí khở vấn, yu xí sinh xứ. Nói chuyện với bạn bè. Cân phấn yếu léo thiêr. Phim điện ảnh và phim truyền hình. Điện ảnh hứa điện sư trụ. Rất đi xem. Khấn sáo khản. Chủ nhật nghỉ ngơi, chủ nhật nghỉ. Sinh chi rì rì siêu xỉ. Đi siêu thị. Chuy chào sử. Đi công viên chơi. Chuy công viên玩.